xóa hết tất cả các app mà em cài và nói chung là nó bị làm sao ấy. Cần sự trợ giúp của các anh em. Anh em chuẩn bị dữ liệu đi. Đúng rồi, anh khởi vào xem cho vui anh khởi. Để khởi lên thì đi, khởi chấm nó đi. Khởi nó để mang xe anh nhon. Chào mọi người. Xem cái kia đấy. Xem có gì. Anh nhìn theo xem được bài sao. Xem được trên mạng. Anh không bảo em để em biết lối xem. Không, cái máy kia được số nào không được xem lại được gì trên máy à? Em không biết. Chào mọi người. Tôi đang ở sân tập của đội tuyển Olympic Việt Nam nhưng mà đội thì vẫn chưa đến. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một tí. Xin chào ạ. Như các bạn đã thấy, đây là lực lượng tình nguyện viên đang hỗ trợ cho đội Serie A tập luyện, bảo mật cho Serie A bằng cách đứng chắn ống kính của phóng viên ạ. Chào tất cả mọi người. Trận tứ kết thì Olympic Việt Nam sẽ đào với Olympic Serie A. Chào mọi người ạ. Wow, 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 wow. Chuyến lời trôi. Yêu đấy. Chào Nguyễn Hồng Huyền. Chào Hải Yến. Chào tất cả mọi người ạ. Chào Hồng Thủy ạ. Chào Dương Lê. Nhiều người quá. 106 bạn. À, Serie A bắt đầu về rồi. Anh chàng chào cầu thủ rất đẹp trai và tươi tươi tắn. Chào Phương Linh. Chào Nhi Nhi Nguyễn. Chào các bạn. Mọi người ơi, đội tuyển chúng ta sẽ đến trong vòng nửa tiếng nữa thôi. Hôm nay thì đội tập kín, báo chí tác nghiệp 30 phút. Đội sẽ tập từ 6 giờ đến 7 giờ. Chào anh Đồng ạ. Anh Đồng chưa ra sân tập ạ. Nguyễn Tấn Phát ở bên nào ạ? Cảm ơn Nguyễn Tấn Phát nhá. Mình khỏe rồi ạ. Chào Lương Mai. Phương Thị Hải Yến. Hải Yến ơi, mình này sao? Xem Uzbek tập đối thủ của mình ở trận tiếp. À đấy. Sorry. Em quay vào mặt em. Ok. Cổ gì đâu. Kia thích quay vào mặt. Thế thôi hả? Em mặt em này, em mặt em thật đấy. Như này em không đọc được comment. Không sao. Em đứng em dựng dưới, đừng nhìn nó chéo chéo chích chách. Trời ơi. Cấm quay thì kiểu khác. Chào tất cả mọi người. Chào Phạm Thị Ngọc Linh. Ôi thế là tình nguyện viên tràn cả ra ngoài đây à? Đứng kiểm soát ở ngoài đây. Máu đừng hỏi bố cháu là còn cờ còn kín đáo cái gì nữa với cái hàng rào này. Bọn tôi đang bị kiểm soát ở bên ngoài và không được quay cũng không được chụp gì cả. Hai đội Serie A và Uzbek. Đây, chúng ta sẽ nhìn những trận đấu tiếp theo của Olympic Việt Nam. Hãy gặp các bạn đấy nhá. Một anh chàng có mái tóc bồng bềnh rất lãng tử. Bồng bềnh và lãng tử, anh chàng tiếp theo cũng có gương mặt rất cá tính. Thấy thằng này là nó thù mình từ tháng 1 bây giờ nó mới được giảm nợ đấy. Thế nên là không đi đông đi thằng để mình không quay chụp được. Tức là không quay gì, đi ra như nào? Tức là nó ra từng thằng ấy. Nó phải đi cả nhóm thì mình mới không phân biệt được thằng nào với thằng nào, đi từng thằng một này mới dễ chụp. Ôi giời ơi. Kiểu người ta làm gì có chiến thuật đấy mình thì. Đội mình sẽ tập sau khi mà Serie A kết thúc buổi tập này. Để cho mọi người biết là không biết thằng nào là cầu thủ nào là. Thế thì vẫn chưa kinh. Phải nghe cho mặc hết đang lai mộng bồn. Đang lai chân anh. Dạ. Không, em nói thế thôi.
Hôm nay thì chúng ta sẽ có cuộc phỏng vấn với huấn luyện viên Park Hang-seo. Mọi người hãy chờ đọc, chờ đón và đón đọc cái thông tin của buổi phỏng vấn này nhá. Hôm nay thời tiết ở đây đang khá là dễ chịu ạ, trời đang mát dần rồi. Về buổi chiều về buổi chiều tối rồi. Mặt trời thì cũng đang rất là đẹp. Anh Tùng chú em một cái ảnh mặt trời đẹp đấy. Mặt trời này Việt Nam nhiều á. Khổ lắm rồi. Việt Nam mình còn đẹp hơn em ạ. Thế à? Xa Việt Nam lâu quá. Nhưng chính ra mặt trời ở cái hướng này không đẹp. Mình phải ra phía đằng đằng sau thành phố này, xong mình chụp ngược lại thì mới đẹp. Vé xem trận đấu bao nhiêu tiền á? Chết rồi, em không... Khoảng 80.000 đến 120.000 thôi. 500.000, 200.000 một vé, một trận từ vòng vừa rồi rồi, là 200.000 rồi. Các bạn ấy đang bảo em dự đoán cái tỷ số thì em chưa có gì chắc chắn cho trận đấu ngày mai. Hỏi anh Đức Anh. Không, em dự đoán kiểu gì cũng đúng. Úi, không dự đoán đâu. Trận này một là mình thắng, hai là mình thua. Không thắng thì sẽ thua mà gì đâu. Nhưng mà lạc quan là mình nghĩ là đội sẽ thắng. Tỷ số thì mình sẽ update ngày mai nhá. Thôi nhẹ nhàng thắng 1-0 thôi. Hai trận trước em dự đoán 1-0 đều 1-0 ấy. Em dự đoán trước giờ bóng lăn luôn. Việt Nam mình là đỏ đấy. Đang bị ép sân thì nó dính thẻ đỏ. Chị Huyền ơi, anh Hùng đâu rồi, chị chết rồi. Anh Tô Hùng giải quyết thế nào đây? Anh Hùng hôm nay đi làm môn khác và chưa thấy xuất hiện ở sân này. Anh Khởi ơi, gọi anh Hùng đến đây cho em được không? Anh Việt Hùng quê ở Phú Thọ, năm 1989. Cảm ơn Trần Thu Hồng ạ. Chiều cao cân nặng thì không rõ. Chào Diệu My. Mọi người ơi, mọi người có gì muốn chia sẻ không ạ? Hãy chia sẻ với mình tâm trạng của mọi người. Vào comment cái gọi tên anh đi. mọi người đang mong muốn nhìn thấy kết quả như thế nào trong trận ngày mai. Mọi người có thể cho mình biết cái điều mong muốn của mai đá nhé. Nếu tối nay đá thì bọn mình đã không ngồi đây rồi ạ. Thật sự là chỉ được quay mông của các bạn thôi ạ. Thôi quay đâu đó đi, góc kia kìa, đâu đó. Đây này. Những con đường ngày xưa đã heo vàng lá khô. Nào, nghe Trương Khởi hát nào. Bây giờ chương trình ca nhạc yêu cầu đi. Các bạn thích nghe bài gì để order Trương Khởi hát? Em xem live chị Huyền thích giọng anh Hùng lắm, thế là chưa thế nào. Đây là bạn cùng phòng với anh Hùng. Chào người. Anh Khởi hãy anh Khởi có thể kể cho mọi người nghe anh Hùng là người thế nào không ạ? Anh Hùng phải hỏi anh Tùng, nhưng anh đâu có dành Hùng. anh Hùng mỗi người một nơi. Anh Sài Gòn, anh Hùng Hà Nội mà. Nhưng mà anh Hùng dễ thương lắm. Đấy, anh Hùng rất dễ thương ạ, mọi người có thể nghe. Rất là chiều chuộng con gái. Anh Hùng chưa có người yêu. Đây mình đang quay các anh chị phóng viên đây ạ. Đây là anh Khôi và tôi trẻ áo màu xanh. Còn ngồi bên cạnh mà đội cái mũ và mặt thì hơi phệ phệ là anh Chưa Khởi. Đây là anh Khởi làm ở đâu mới được chứ. À, anh Chưa Khởi làm của Spotify. Dinh. À, sắp về Spotify. Đây. Tin đồn thì đây được. Đây là em Tùng Lê của Spotify. Các anh đồng nghiệp đây đó. Việt Nam tới. Thật anh à? Cổ động viên. Không phải, anh này điêu em. Sân cách xa hay không? Sân cách khoảng 20 cây. 20 cây đấy. 30 cây á? Mọi người bảo chết rồi, mọi người bây giờ cứ đòi anh Hùng thì mình biết làm nào. Anh ơi dại rồi, hôm qua đi anh Hùng là dại rồi. Gọi điện cho anh Hùng live stream về đây gì đâu. Anh Khởi có thể gọi cho anh Hùng không? Anh Hùng ơi. Qua đây có người gặp này. Chết rồi, bây giờ lại đòi anh Hùng thì về làm nào. Sai lầm rồi, thế này là sai lầm rồi anh ạ. Mời anh Hùng về live stream đi. Tối nay mời anh Hùng ra khách sạn là giao lưu với các bạn. Anh Hùng với chị đều có giận nói ấn tượng với thương nhớ. Sau khi em quay anh một hồi thì view có lên không? 208 rồi, chị có hay nói chuyện với các anh phóng viên khác ngoài phóng viên của Spotify không? Mình không nói chuyện với phóng viên của Spotify, mình toàn nói chuyện với phóng viên của báo khác thôi. Đây phóng viên của Spotify không thèm nói chuyện với mình. Tôi ngồi tự kỷ nãy giờ.
cho nó bật ống kính giấu mặt đấy. Anh ơi, cái ống kính em lo là nó không giấu đủ. Mình thì đang không được phép live vào trong cái sân tập kia. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là một bạn tình nguyện viên đang đứng đây kiểm soát tình hình. Nên chuyển sang review máy ảnh đi. Để Khởi giới thiệu chung là răng ra thì đầy rối. Bạn Nguyễn Ngọc Huyền bảo là anh Khởi đẹp trai quá. Anh Khởi. Anh Khởi ơi, bạn ấy động viên thế thôi. Anh biết bạn. Đừng cười. Nào, rồi, anh tác nghiệp tiếp đây. Anh ơi, nhưng mà người ta có cho tác nghiệp đâu. Anh quay ở ngoài sao? Em này. Quay à, chụp em nào, chụp em một cái ảnh xinh nào. Anh Hùng hôm nay đi tác nghiệp ở chỗ khác mà chưa thấy xuất hiện. Có thể là một lát nữa anh sẽ chạy qua đây hoặc là không. Mọi người đừng quá chờ đợi. Quay mình à? Quay lên hình rồi con. Anh Khởi ơi, mọi người bảo là anh Khởi hát đi. Ngoài kia bao la sóng gió. Karaoke mà bóp giọng các thứ đấy á. Có. Anh Khởi hát đi này. À, Ngọc Huyền hả? À, xin chào Huyền, nhớ Huyền rồi. Huyền là một fan hâm mộ đội tuyển Việt Nam kinh khủng luôn. Huyền nào đây không? Huyền trước bé tên anh gì đó của Dinh đâu ạ. Thôi chết rồi, bây giờ mọi người có hai lựa chọn. Một là tiếp tục nói chuyện với lại mình. Anh Khởi hát người ta có thương mình đâu đi. 5 phút rồi không ạ? Không biết. Mọi người ạ, bây giờ mọi người có hai lựa chọn. Một là tiếp tục nói chuyện mình, hai là chúng ta sẽ đi tìm anh Hùng. Mọi người vote ai ạ? Ai sẽ là người nói chuyện với các bạn ạ? Nguyễn Ngọc Huyền bảo anh Tùng 2. Đây là bác sĩ đây này. Về thì về luôn đi là còn một... Ôi cái cuộc đời này. Phóng viên của... của chúng tôi đang rất bức xúc về Syria. Điều này là không thể chấp nhận được. Bạn ơi, ra em chụp nhiều cái. Đúng rồi, Huyền Gato rồi, Trần Thu Hồng ạ. Mình Gato với anh Hùng rồi. Thế anh Hùng mới chỉ có like với mọi người một đoạn hôm qua thôi. Bây giờ mọi người thương nhớ anh ấy quá. Ôi tưởng nào, ông đi con dép Adidas mua ở chợ Đồng Xuân. Loại này có 150 một đôi thôi. Chào cả mọi người ạ. Đôi này 80. Bây giờ là các bạn Sera đã rời khỏi sân thì... Thế chưa hết. À thế à, vậy hay để tối nay mời anh Hùng vào live stream nói chuyện nhỉ các bạn nhỉ? Mọi người có vỗ lòng, tối nay mình sẽ thử mời anh Hùng và hai anh em ngồi nói chuyện talk với các bạn 17:28. Đi chiến thuật luôn nhỉ? Anh ơi, có phải là họ đang đi theo chiến thuật không ạ? Theo nhận định của các phóng viên Việt Nam thì là Serie A đang đổ bài theo kiểu... Đi theo kiểu chiến thuật nhỏ nhặt. Nhỏ nhặt. Đâu anh Tùng đâu rồi nhở? Cho em info anh Hùng, tôi chết rồi. Bây giờ đề tài anh Hùng nên dừng lại ở đây nhá. Tôi bắt đầu gáp tổ rồi. Anh Hùng không có đây ạ. À? À, đội chưa tập các bạn nhé. Đây là các cầu thủ Syria. Đây này, người ta đi ra cả đoàn đây này. Chiến thuật cái gì? Chả có gì chiến thuật. Nào anh ơi, xe kia. Anh ơi, em có thể xem cái... Ủa, anh ghi vào được kìa. Tôi bây giờ còn tập tành gì nữa mà giấu. Nhưng vào nhá. Vào đây thôi. Mọi người có đồng ý là mình sẽ mời anh Hùng đến talk một buổi không ạ? Anh Hùng đi bụi rồi. Qua Indo này chủ yếu phải dùng Grab thôi ạ. À, bọn mình bây giờ sẽ tiến vào khu vực sân tập thôi. Ừ.
À, chiếc áo đấy thì mình sẽ mang về và đóng tủ kính. Mọi người hãy xem nhỉ? Các cầu thủ, các bạn tình nguyện viên đang vui đùa cùng các cầu thủ Serie A. Đáng yêu quá. Đây là bãi biển, vâng. Đây là bãi biển hay sao? Đây đây, đây có những anh rất vui tính đấy ạ. Serie A. Nào bây giờ chúng ta có thể tiến vào trong khu vực sân tập rồi vì đội tuyển Serie A đã đi rồi. Nào. Anh ơi vào không? Anh ơi đồ của em, anh cứ khỏi đồ em một máy rồi. Cả hai. Đừng quên tên khởi. Đừng quên tên anh. Sợ thật. Kiểu ôi giời có người lại bỏ chị quay anh khởi đi. Ờ đúng rồi, họ đi tập hay đi bơi. Tôi thấy họ mang theo một cái thuyền. Đây ạ, đi đâu cũng thể đồ lung ta tinh. Ờ đây chúng ta sẽ đi vào khu vực sân tập nhá. Mình đâu có gato với anh Hùng đâu. Mình không hề gato với lại anh Hùng nữa. Siri ở đây à? Giật mình. Tùng ơi, Tùng ơi, hỏi vài câu được không Tùng? Rất là câu. Nói em đừng tập trung, tôi nói nhanh về đã. Hẳn là anh Hùng vào like, không muốn ai ra khỏi cái like. Thôi nha, em gặp anh ạ. Thôi nha, không ghen tị gì cả. Lên thanhniên.vn đọc chi tiết về ASEAN nha các bạn. quảng cáo kinh cái tranh thủ vậy. Ngay bây giờ anh em sẽ giới thiệu các đơn vị báo đài truyền hình của cho mọi người cùng biết này. Cùng bắt đầu. Anh em xếp hàng. Đầu tiên sẽ luôn là thanhniên.vn nhá. Uy tín tốc độ. Bỏ ba cái mic để nhà rồi. Mọi người đã thấy phóng viên Việt Nam có vui tính không ạ? Anh nhỏ đứng trước mà ai nó đứng sau. Anh mua một đống. Rơi đồ à anh? Anh mua trong kia. Anh mua đâu? Anh ăn linh vật đúng không? Thì vào fan set em đứng và em mua được 4 con đều này. Em thế. Thì đéo còn mấy con kia. Con này 200 đồng đấy bố. Ờ thì 200 đồng đấy. Vui tính nhất vẫn là anh Hùng à? Không có anh Hùng ở đây nhá. Huyền xin nhắc lại là không có anh Hùng nào hết nhá. Trần đất kìa. Em chào anh. Xin chào anh Lương Thỏa, hôm nay anh đã mãn chưa? Hôm qua anh Thỏa mổ bụng trên ba. Anh ơi xem linh vật thôi. Đúng không? Nhưng mà xem linh vật. Linh vật. Vật. Đúng rồi. Nãy tí nữa thì nhịn. Giới thiệu với các bạn, đây là vật. Mày đi cửa sau ấy, nhưng mà nó bắt mình trên chó mắc hẻ đấy. Hẻ à? Nó cắt rồi. Rồi nó hẻ á? Không, không đi con này mắc. Có ai xem sưu vật không? Sưu vật đây. Đang là hồi anh cần bảo bây giờ tao. Nhưng mà cái anh này bọn Dubex này có phải bọn sang người tao không? Anh sợ. Nhưng mà mày biết nó là tiền phạt đằng tao, cái con và cái thằng. Đúng rồi. Cảm ơn Linh Thủy Thân nhá.
team mình đúng không? Mọi người hãy về team của Huyền đi. Chào Nhi Yến Trịnh. Hôm qua mình Huyền bây giờ hot rồi. Huyền bây giờ phóng viên hot nhất Việt Nam. Thôi thôi anh thì không phải. Bài báo của em hôm qua anh biết có bao nhiêu người đọc không? Bao nhiêu ạ? Mấy chục nghìn người đọc. Em có thể chỉ cho anh cái chỗ mà em nhảy xuống được không? Bài báo viết về Huyền đúng không? Mà mấy chục nghìn người đọc. Anh bảo đây phóng viên nổi tiếng nhất cả đoàn rồi. Xấu hổ quá. Về hot rồi đừng quên bọn anh nhé. Anh thì theo em trông chú ra đây trông hùng dũng hẳn nhìn chú dữ này nghe nhạc quê hương trên đất bạn mọi người đang nghe nhạc quê hương đang ở Indo không ạ? Càng tôn lên thật là vãi. Đây là bộ phối màu duy nhất ở ASEAN ở ngoài. Đó, bên rất trắng luôn. Anh có màu hồng. Cái này không phải. Tăng nghề. Ui, mọi người thấy họ đẹp trai không ạ? Let's make win. Bọn này không phải là bọn UE3 sang Việt Nam đâu nhá. Bọn này là bọn Hàn Quốc có siêu minh mà thằng Hồng Minh nó chẳng thua anh. Siêu minh là anh. Nó hay nhưng mà nó không phải là thằng mà đưa cả đồ lên hay. Nhưng mà quan trọng là thằng nào gặp mình nó chẳng thua. Ở bây giờ cả châu Á đều né Việt Nam mà. Thằng hay gặp thằng Hàn Quốc không lo. Mà mình cầm mình lo thằng nào anh. Bây giờ mình lo CD trước đi đã. Mọi người nghe thấy không ạ? Cả thằng nào chẳng thua. Thật ra mình đây mình chỉ lo không. Cả châu Á đều đến Việt Nam. Mình không thể nhịn được cười ạ. Nói mày tao đặt vé đi. Không có thể đi vào. Về có thể đi vào. Mua vé không? Không thể sao đi vào. Nhưng mà dù có cái nào xong nó tao đặt chẳng chua hay thanh toán hết. Sao thế ông My là mình chưa gặp ạ? Đúng rồi ạ, mọi người đang nói xấu bằng tiếng Việt Nam nên là không sợ bị giã đâu ạ. Ngoài kia bao la sóng gió. Vẫn là câu đấy hả? Anh đổi câu khác xem nào. Đừng quên tên. Hình như là đội mình đến sao nhỉ? Không phải rồi. Nói chung là anh Khởi ạ, các bạn đây rất thích anh hát này, hát đi. Anh Khởi hát kìa, Nguyễn Ngọc Huyền, vẫn là Nguyễn Ngọc Huyền. À thế ạ? Thế PR rồi ạ? No. Đừng quên mặt em nhé. Sao quên được? Hình như gặp Huyền cách đây khoảng 4 năm rồi, 3-4 năm rồi. Đợt còn đá em sân thống nhất rồi. Dùng ra đếp đâu? Dạ. Nói dài người gốc đôi em. Cứu. Mày phải lên nhớ nhá. Mẹ Việt Nam nhỏ nhưng có võ. Xin tâm em. Các bạn bảo là về độ mặn thì phóng viên Việt Nam số 1 rồi. Em gió số 1 Việt Nam. Mặn quá. Đông nhất luôn. Đấy, lại cả gấm không ăn của tôi. Người yêu của Thỏa rồi. À kìa. Người yêu Thỏa bây giờ. Ôi giời ơi, hot boy. Hot boy. Chưa cởi áo. Anh ơi, và các bạn đang đợi anh luôn. Hot boy. Ôi, anh cười kiểu gì. Kìa anh ra nói chuyện với đọc giả anh. Nào, anh Hùng đã đến rồi nha mọi người nha. Ôi trời ơi, em đợi em phải trả lời các bạn về tình hình của anh nãy giờ luôn, vất vả lắm anh ạ. Vãi. Nào nhanh lên nhận nhiệm vụ đi anh. Xin chào các bạn, mình phải cởi cái áo đã. Đây chính là anh Hùng trong truyền thuyết ạ. Anh Hùng trong truyền thuyết có thật đúng không? Mọi người ơi, anh Hùng cười trong truyền thuyết ạ. Nhìn thấy anh Hùng mình có thể nhịn được cười. Anh Hùng ơi, hãy set up các thứ gì xong rồi nói chuyện với các bạn đi. Ôi trời ơi, ông máy anh. Cái gì đấy? Rồi, nước phun. Ôi chết rồi, ba lô của em.
Ok, thank you. Phun nước. Mình đã ép, hôm nay mình đã ép một loạt rồi đấy ạ. Anh Hùng đâu? Nhanh lên. Anh Hùng bận vậy. Yết tư rồi á. Ủa, mình đâu có quay đâu. Các bạn khán giả đã bảo phóng viên Việt Nam mặn quá. Anh Hùng nói chuyện đi à? Mọi người đợi anh Hùng set up máy một tí nhá, xong rồi anh Hùng sẽ nói chuyện với lại chúng ta. Ôi giời ơi, em nhìn thấy anh như kiểu bắt được vàng anh ạ. Anh em mình tối nay phải làm quả thóc. Thế thì nhớ phải trả lương cho anh nha. Tối nay phải làm quả thóc anh ạ. Tối nay anh thành không? Đi qua khách sạn đội ngồi làm quả thóc với em. Không nhanh ở đây mà, anh ở Jakarta mà. Chán thế. Mai anh sẽ xuống. Bao giờ anh xuống? Mai, chiều mai. Nếu mà đội thắng thì anh sẽ đi theo đội tiếp. À đấy, nhưng mà chiều mai thì lại phải đi làm mà. Ờ, chiều mai là ngày chụp ảnh mà. Nào. Xin chào mọi người, đây là Hot Boy Việt Hùng Lê. Em giật mình, nào anh Hùng nào. Ừ dạ, chào mọi người. Bắt đầu nói chuyện với các bạn đi anh. Ồ, hôm qua anh hơi bị bất ngờ. Tại vì cả đời anh toàn đứng sau ống kính. Hôm qua đầu tiên anh livestream ké. Vì anh có biết gì thì cái chuyện này xảy ra như thế nào đâu. Thế xong rồi về anh hơi sốc ấy, vì kiểu anh không quen được người nổi tiếng ấy. Xong rồi về anh xem lại livestream ấy. Thế 549 cái comment đến 250 nói chuyện với anh Hùng. Trong váng. Trong váng. Anh Hùng ạ, hôm nay còn nhiều hơn. Anh hãy hãy nói chuyện với các bạn đi. Nào, đây là sàn dự phòng. Em giao cho anh. Ok. Hãy nói chuyện với các bạn đi. Wow wow wow. Hỏi xem mọi người có gì muốn biết về anh. Ờ anh cũng không biết gì cả. Ở đây có đang có rất nhiều phóng viên đang tới, hình như là 6 giờ thì đội Việt Nam sẽ tập, nhưng mà anh hơi bất ngờ vì anh có đọc được cái lịch ấy thì đội Việt Nam với cái đội CDI tập cùng giờ khác sân. Và hai cái sân này thì cách nhau, các bạn như bạn nhìn thấy này, hai cái sân này cách nhau 10 mét. Đấy. Tức là tập hai đội mang tiếng đều tập kín nhưng mà nhìn thấy nhau hết. Nên không hiểu sẽ kín ở chỗ nào. Anh ơi, sai rồi, Syria đã tập xong rồi và bây giờ Việt Nam mới đến ạ. À thế à, thế à. Hôm thế nay là lịch cũ rồi, nó thay đổi rồi à? Đổi lịch ạ. À, xin lỗi cả nhà. Anh ơi, đừng có xoay cho em nhé. 500 luôn, 500 người xem ở đâu? Đâu vẫn có 300 người xem mà, có ai quan tâm gì đâu. Cái gì lại dối lại nghe giọng. Mình đâu. Người ta có thương mình đâu. Người ta có thương mình đâu. Khổ lắm cô. Nào, anh khởi, anh muốn chết không? Bạn Huyền đang chạy vòng quanh. Ờ. Thế thì bạn Huyền bảo rằng là mọi người thích nghe anh nói chuyện thì đề nghị là bạn Huyền phải share lương cho anh phải không? Để anh sẽ chăm chỉ nói chuyện với mọi người hơn, làm gì phải có động lực chứ. Không thì chết mệt lắm. Anh bảo các bạn khán giả là comment ủng hộ anh đi. À thế à? À thế thì thực ra thì Huyền xui anh bảo mọi người là comment. Nhưng mà anh nghĩ là mọi người hay thả tim với cả thả like cho Huyền ấy. Thì bây giờ nếu gặp anh thì cứ thả ha ha nhá. Nên nếu như vậy thì anh sẽ biết rằng là đứa nào thích anh và đứa nào thích Huyền nhá. Em ơi, anh cứ nói đi, anh cứ nói đi. Đây, như vậy thì nó mới đổi khác. Anh ơi, dinh trừ lương anh đấy, anh à, sợ không? À ừ, tao bắt đầu sợ dần đều rồi. anh khởi mặn quá, anh khởi ơi. Anh khởi nói gì đâu mà mặn, các bạn buồn cười. Anh chết mất. Giới thiệu các bạn, đây là ảnh thẻ của anh Hùng. À thế à? Đây trông rất là mũm mĩm. Ờ, cái ảnh thẻ này. Một loạt ha 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 cho anh Hùng luôn. Ôi thế là thế nào, mọi người không thả tim. Đâu có nhiều mà. Ha ha không, phải ra kiểm tra. Ờ. Thế là mọi người không. Các bạn có thả ha ha không? À, mình bắt đầu thấy nhiều ha ha rồi đấy. Ờ. Vậy là mọi người không thương em rồi anh ơi. Nói chung mọi người nhanh quên lắm Huyền ạ. Quên em rồi ạ. À? Anh xin lỗi nhưng mà nếu mà một ngày đẹp rồi mọi người thích anh không là Tùng lại mời anh về Spotify làm. Thế Huyền thì em thất nghiệp thì bọn các bạn sẽ nghĩ nào? Chết khó rồi. À, nhiều nhiều chết mất rồi. Anh nói chuyện vui quá, một luồng gió đến đây không à, thế à? Đáng yêu và anh đã thấy em cười vẫn cứ làm mặn nhé. Anh Hùng ơi, anh có người yêu chưa? À xong rồi ghép đôi tim Hùng Huyền nhé. À thì bọn này định ghép thuyền để đẩy đấy đúng không? Em rất tiếc là anh có vợ rồi em ạ. Giọng anh giống giọng anh chiến thắng quá. Anh mũi to đúng không? Anh để cho anh cùng tương tác với bạn đi. Đúng rồi. Hey. Bây giờ bạn Tùng cứ cầm này, anh không biết nói thế nào với mọi người cả.
với anh Hồng Trương người yêu nãy mấy anh kia nói ha ha. Thế thì em nhầm rồi em ơi. Anh nhìn thấy không, nhiều tim không? Nhiều tim không? Nhiều ha ha, nhiều ha ha, không nhiều tim, nhiều ha ha. Mười ngày, trong một ngày xấu rời. Thế là mình chụp hộ bạn Huyền một cái ảnh. Thế bạn Huyền bạn táp mình vào, mình cũng thấy một loạt từ các bạn Spotify nhảy trong Facebook của mình hôm qua thì một loạt thứ hai. Mình thì mong manh dễ vỡ vì già rồi mà. Thế nên cứ thấy cái đấy là hoang mang lắm, không biết không dám kiếm. Anh kia nói ô, nó đang đơ hay sao ấy? Nó đơ rồi. Ừ, nó đơ rồi. Nói chung gặp anh cái gì đơ hết á. Là sao? Mặn vãi. Đấy, tim chị Huyền như anh thấy chưa? Tim của đấy, em đấy, mày tim... mày nhìn xem vào đây có nhiều ha ha không? Chít chít luôn đây này. Ôi trời ơi. Anh thấy chưa? Nhân mạng xã hội rồi. Chết mất đây. Nhiều. Ôi, anh không những có một súng mà có hẳn hai cái. Vừa to, vừa đen, vừa dài. Anh Hùng và hôm nay anh sẽ có bức ảnh để đời. À thế à? Ôi sợ quá đi mất. Thực ra thì hôm qua có bạn đã nhảy vào và kết bạn với anh xong là nhắn nhủ. Ờ chết rồi, đội hình như đến rồi. Anh nhìn thấy một cái ô tô từ phía xa xa. Có một số bạn mặc áo đỏ. Ây da, càng. Cắm lại đi để rồi làm việc đi. Đưa đây em cắm. Mọi người ơi, phút giải trí đã dừng lại nhá. Bây giờ chúng ta đã phải làm việc rồi. Tập thế nào nhỉ? Mọi người đợi mình một chút nhá. Ok, chúng ta sẽ đặt máy ở đây. Các dù là sân nào thì chúng ta cũng sẽ được gặp các cầu thủ thôi ạ. Ok nha. Em để đây. Morning sir. Hôm nay anh ngủ tại buổi chiều. Đấy, về thì ông mất cười được. Không cần ông ơi, không cần phải morning đâu anh, chỉ cần người nó gã thùng cống là ông cười ngay. Gì đây? Anh đừng nhắc đến em nữa. Cảm ơn.
thuyền qua anh có bức ảnh quá đẹp luôn, câu được 100 like rồi đấy. Hôm nay thì sẽ có 30 phút phỏng vấn, à 30 phút tác nghiệp. Sau đấy thì bố ông anh mai đi sao thế? Không thể chạy lại đấy được đâu các bạn ạ. À nhưng mà nhân cơ hội chưa rào chắn thì chúng ta sẽ đến gần các bạn một lát nữa thì sẽ có rào chắn thôi. Thôi để máy ở đây thôi, không cần đi xa quá. Nhìn thấy Văn Lợi không ạ? Vào bán kết đâu, tứ kết còn chưa đá sao biết được bán kết. Mà
Mai mấy giờ? Mai trận đấu ngày mai là lúc 9:30 nhá mọi người nhá. Gặp giờ Olympic Syria. Đó, trận tứ kết. Vẫn là đá trên sân Bekasi hôm nọ thôi. Hôm nay thì sẽ có phỏng vấn huấn luyện viên Park Hang-seo thôi các bạn nhé. Bây giờ bên này là hơn 5 giờ rồi, à hơn 6 giờ. Mấy giờ anh nhỉ? À, bây giờ là 17:56 ạ. Đây là các phóng viên đang sẵn sàng để cho công việc tác nghiệp cho cuộc phỏng vấn huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngồi trước mặt mọi người đây là không tiếng bị kém hơn là đợt sau. Ok, vậy dừng like nhá.